Rồi hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay cũng theo yêu cầu của anh em hỏi rất là nhiều về cái mẫu xe côn tay, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm riêng về cái mẫu xe côn tay để cập nhật báo giá cho anh em nhé. Đó, xe côn tay hiện tại thì mình sẽ báo giá những cái mẫu xe có mặt từ cái hàng, như là cái mẫu xe như Exciter, MX King, Exciter 150 anh em nè, Sonic Sachi đó. Anh em mà quan tâm thì mình để ý kỹ ha, mình sẽ cập nhật báo giá cũng như là quay chi tiết odo cho anh em ha. Có thể là mình không quay biển số, nhưng mà mình sẽ đọc biển số đằng trước này cho anh em nhé, anh em để kỹ giúp mình nhé. Đấy, hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Cửa hàng xe máy Hưng Phát thì anh em có thể gõ địa chỉ là 305 Lý Thường Kiệt, Sĩ An, Bình Dương. Và cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Tất cả dòng xe cửa hàng bán ra thì đều được bảo hành máy móc từ 6 tháng đến 1 năm cho anh em nhé ha. Đó, anh em muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhé. Còn ship xe thì anh em chỉ cần cọc vài triệu thôi, cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc luôn. Đó, ok anh em nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật riêng về cái mẫu xe côn tay, nên mình sẽ cập nhật từng chiếc để anh em ha. Mình sẽ đi từ cái mẫu bên này đi ha. Bên này thì có Sonic Sachi và Exciter nè. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi cái chiếc Sonic ha. Sonic này là chiếc này là sơn 3D anh em nhé. Đó, tem sơn 3D. Đấy, màu trắng tem xanh nhé. Đấy, xe là cửa hàng là bao zin ha, bao máy móc zin cho anh em luôn. Và có bảo hành máy móc với mẫu côn tay này là bảo hành 6 tháng nhé. Đó, xe đẹp liền lạc. Đây mình xem là con này thông tin xe nhé. Rồi chiếc này là biển số 67 nè, 67-20 đăng ký 2022. Và hiện tại con này thì cửa hàng để cho giá là 29.600.000 thôi anh em nhé. Đấy, 29.600.000. Đó, trong khi quay mà mình chưa có quay được chi tiết chiếc xe nào, thì anh em cứ inbox trực tiếp số Zalo cửa hàng sẽ quay quay video gửi hình ảnh kỹ hơn nhé. Đó, ô tô con này đi 11.279,0 cây ha. Cái số này thì cuối là nó chấm nhá. Đó, 11.000 cây. Đấy. Đó. Máy móc thì bao thì thầm cho anh em luôn, cực kỳ êm anh em nhá. Sonic bên kia còn rất là nhiều, xíu mình sẽ vòng bên đó rồi đi một vòng luôn cho anh em ha. Rồi, Sachi thì hôm nay cũng còn lại một chiếc Sachi thôi ha. Chiếc này biển số 66 anh em này, đăng ký 2021. Và hôm nay cửa hàng để cho em với giá mẫu xe này là 26 triệu 600 ha. Nếu mà trả góp thì anh em trả góp những cái mẫu xe này thì mình nghĩ là tầm 6-7 triệu thôi anh em nhé. 6-7 triệu là mình lấy xe rồi. Đó, Sachi con này cũng rất là đẹp anh em này. Đó, con này cũng là một cái màu trắng tem xanh, tem dán nhé. Con này thì tem dán thôi, không phải là tem sơn 3D. Đó, đây, đó, xe đẹp liền lạc, zin nguyên bản nhá. Con này thì cái miếng dán đồng hồ của đang còn nguyên luôn em này, miếng kiểu dán đồng hồ còn nguyên luôn. Đó, xe đẹp anh em nhá. Rồi ô tô con này đi 16.000 cây em nhá, 16.000 cây thôi. Đó, xe đẹp anh em nhá. Sachi đi 16.000 cây mà giá có 26 triệu thôi anh em nhá. Đấy, 26 triệu. Rồi Exciter 150, hiện tại thì cửa hàng còn hai chiếc Exciter 150. Chiếc đầu tiên thì con này là bản Exciter bản giới hạn này. Đó, phiên bản giới hạn nhá. Đó, xe là nước sơn zin, zin nguyên bản luôn. Con này thì đăng ký 2022, biển số 37 nhá. Hôm nay thì cửa hàng để cho giá là con này là giá là chỉ 30 triệu thôi. Đó, 30 triệu thôi anh em nhá. Đó, xe rất là đẹp anh em nhá. Mình sẽ xem con này ô tô bao nhiêu luôn này. Đó, xe zin nguyên bản luôn. Đây. Đây. Đây có thể là để ở sát ngoài đường á nên hơi bụi xíu. Con này mình đi mới đi 12.264 cây. Đó, 12.000 cây thôi anh em nhá. Đấy, 12.000 cây. Đó, bản này là bản giới hạn hay bản đặc biệt gì này. Đó, có 30 triệu thôi em nhá. Rồi, chiếc tiếp theo. Con này cũng là ET 155 nhá. ET 155 con này biển 67 ha, 2021. Đó. Rồi, hôm nay thì cửa hàng để cho giá con này là 31.800.000. Đó, 31.800.000 thôi. Đấy. Xe là cửa hàng là bao máy móc zin cho anh em ha, có bảo hành máy móc luôn. Đấy. Đây, mình sẽ bật lên cho anh em xem này.
Đó, Odo thì con này mới đi 10.229 cây. Đó, đi 10.000 cây thôi. Đó, đi 10.000 cây nên anh em khỏi phải máy móc thì khỏi bàn rồi, thì thầm luôn, mới đi 10.000 thôi anh em nhé. Đấy, 10.000 cây thôi, xe rất là đẹp luôn ha, 31.800. Rồi, mình sẽ sang đây tiếp theo. Chiếc này là cũng là S150 này. S150 thì con này biển số 86 nhá, biển số 86 ha. Đó, biển số 86, con này đăng ký 2022 à. Đó, và con này hôm nay để cho em giá là 24 triệu 600. Đó, 24 triệu 6 nhá. Đó, con này cũng nhìn thấy là cũng còn khá là mới luôn em nhá. Đó, sẽ khá là mới dàn chân ốc tán em này. Đó, đây mình sẽ xem ô đồ luôn cho anh em này. Quay luôn cho anh em ha. Đó, hôm nay thì chủ cửa hàng hơi bận xíu, có đi công việc rồi. Hôm nay mình sẽ tự quay cho anh em luôn. Con này ô đô 11.315 cây, đi 11.000 cây thôi. Đó, 11.315 km anh em nhé. Xe thì siêu đẹp luôn. Đó, nước sơn zin nguyên bản nhá. Đó, nước sơn zin nguyên bản luôn. Đó, em thấy là cái màu này nó cũng khá là sáng anh em nhé. Đó, rất là sáng màu luôn. Rồi, chiếc tiếp theo là chiếc MX King biển số 94. Đó, 2020. Đó, MX King 2020 thì hôm nay thì cửa hàng để chấm giá con này là 25 triệu anh em nhé. Đó, MX King xe zin nguyên bản luôn. MX King thì nó có thêm cái giò đạp thôi. Đó, một cái mẫu xe nhập khẩu ha. Đây. Rồi, con này cũng muốn hết bình rồi anh em ạ. Hết bình rồi. À, đó, con này hết bình rồi. Ở máy kinh thì hôm nay còn lại cũng lại một chiếc thôi. Đó. Rồi chiếc tiếp theo là cũng là S150. À, con này thì giá là mềm nè. 2017 nhá. À, 2017 biển 38 mà con này thì cửa hàng để cho em giá là 17 triệu 600. 17 triệu 600 cho anh em nhá. Cửa hàng là bao máy móc zin, đầu nòng zin cho anh em luôn. Đó. À, con này thì có cái dàn áo là tem sơn 3D nhá. À, còn tem sơn 3D. Máy móc là zin luôn ha. Đây. Mình sẽ xem nào. Đó, 2017 ha. Rồi con này ở đây vẫn còn bình ha. À, ô tô con này đi 45.000 cây rồi. Đó, 45.000 cây nhưng máy móc của này mình nghe tiếng máy rất êm em này. Đó, rất là nhẹ máy luôn nhá. Đấy, ok. Và giá cũng rất là mềm anh em ạ. Đó, 17 triệu 600 thôi. Rồi mình sẽ sang đến tiếp theo ha. Chiếc này cũng là S150 nhá. Con này thì cũng là biển số 38 2019 nhá. Hôm nay thì con này hàng đang giảm còn 20 triệu 600 thôi. Đó, 20 triệu 6 em nhá. Biển 38 Hà Tĩnh luôn. Đó. Con này thì về cũng khá nhiều xe đẹp anh em ạ. Đấy, 2019 luôn em nhá. À, mình sẽ xem con này ô đô con này bao nhiêu luôn nè. À. Rồi, ô đô thì ô đô 25.189 km nhé. 25.000 cây. Đó, 25.000 cây thôi anh em nhé. S150. Giá bây giờ cũng rất là rẻ anh em nhé. Giống như mẫu S này thì anh em trả trước khoảng là 4-5 triệu thôi. Còn bên này thì còn mẫu Sonic nè. Sonic thì đợt này về rất là nhiều luôn. Chiếc đầu tiên, chiếc này là biển số 67. Biển số 67 67 An Giang nhá. Và giá của này thì cửa hàng hôm nay đang giảm chỉ còn 29 triệu 8 thôi. 2022 luôn nhá. Đó, 298 xe zin nguyên bản em ạ. Đó, có lên ở đây thì mình thấy là chủ xe có lên một số ốc titan này thôi nhá. Ốc titan rồi còn đâu là máy móc là zin luôn. Đó. À, ô tô con này đi 11.000 cây thôi, 11.000 anh em nhé. Đó, xe zin. Rồi bên này cũng là Sonic luôn em nè. Đấy, cũng là một chiếc xe zin. Con này thì biển số 67 luôn, 67 An Giang này. Đăng ký 2020. Và con này thì cửa hàng để cho mấy giá hôm nay là 28 triệu 600. Đấy, 28 triệu 6 nhá. Đó, biển số 67 An Giang. Đấy, mình sẽ xem là con này ô tô bao nhiêu luôn. À, ô tô con này đi 22.000 luôn, 22.000 cây. Xe cửa hàng là bao máy móc zin và có bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em nhé. Đấy, có mua bán trao đổi xe ha.
Và giá này cửa hàng cũng chưa bao gồm phí rút hồ sơ anh em nhé. Anh em rút hồ sơ thì mình thêm phí, cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút nhé. Đó. Rồi chiếc tiếp theo cũng là mẫu Sonic luôn, trắng đỏ ha. Trắng đỏ ha, xe rất đẹp anh em nhé, xe zin toàn tập luôn. Ở đây thì mình có thêm thấy là chủ xe thì lên có cái lên cái đây có tay ga này, đó, dây ga thôi. Rồi chiếc này thì đăng ký 2019 biển 72 và con này thì đi 15.000 cây thôi. 27 triệu 600 nhá. 27 triệu 6 ha. Đó, 25.000 cây anh em nhé. Đó. Rồi, mình sẽ đi đến chiếc tiếp theo. Rồi, tiếp theo này cũng là Sonic luôn. Chiếc Sonic này thì biển số 68 này, biển số 68 nhá, đăng ký 2020 đi 20.000 cây ha. Và con này hôm nay cửa hàng để cho em với giá là 27 triệu 800, cũng là một chiếc xe zin luôn anh em nhé, xe zin luôn, không độ chế bất cứ món nào luôn. Đó, dàn chân ốc tán xịt sẽ đẹp luôn. Đó, đàn áo cứng cáp liền lạc không bể vỏ nhá. Đó. Rồi chiếc tiếp theo mình cũng là cập nhật luôn cái mẫu Sonic luôn này. Sonic con này thì biển số 62, 62 Long An. Và con này thì ô tô 12.000 cây, đăng ký 2020 nhá. Con này hiện tại cửa hàng để cho mấy giá là 27 triệu 8 thôi. Mới đi 12.000 cây thôi em nhá. 12.000 cây, xe zin nguyên bản luôn. Đó, 12.000 cây thôi. Xe rất đẹp anh em nhá. Đó. Mới đi 12.000 cây. Đó. Rồi, tiếp theo cũng là mẫu Sonic luôn em nhé. Sonic thì con này thì đăng ký năm 2020 và con này biển số 72 nhé. Biển số 72 mới đi 14.000 cây. Con này cũng để cho như em ra là giá là 27 triệu 8 luôn nè. Đó, 27 triệu 800 nhé. Đó, 27 triệu 8 ha, cũng là màu trắng đỏ luôn. Có thể là xe nhiều nên để hơi sát nhau đó. Mình không thể quay chi tiết từng chiếc được, với lại quay chi tiết từng chiếc thì nó sẽ rất là lâu, nên anh em cần chi tiết chiếc xe nào thì cứ inbox số Zalo trên màn hình nhá. Rồi bên này thì có chiếc màu đen nhám này, chiếc màu đen nhám này biển số 90 ha, biển số 90 đăng ký 2022. Con này thì hôm nay để cho mình giá là 30 triệu 600 nhá. Đó, 30 triệu 600 đăng ký 2022. Con này thì mình thấy là khá là mới đó, hầu như là nước sơn zin luôn em nhé, zin từ đầu đến chân luôn. Em thấy là cái đẹp lắm, mình sẽ xem con này ô tô bao nhiêu luôn ha. Con này thì đó, con này có lên đầu mốt chống trộm luôn này. Ô tô con này đi 8.000 cây thôi, đi 8.000 cây thôi em nhé. Đó, chiếc tên nhám mới đi 8.000 cây thôi. Đó, 8.470 cây. Rồi bên trong này thì cũng còn hai chiếc Sonic nè. Đó. Chiếc này thì cũng là xe zin nguyên bản, chủ xe thì có lên thêm như là tay thắng tay côn với lại cái đèn chở sáng thôi, còn đâu là xe zin hết em nhá, từ đầu đến chân luôn. Rồi mình sẽ xem con này giá bao nhiêu ha. Rồi chiếc này biển số 81 2022. Và hôm nay cũng hàng để cho em với giá là 29 triệu 6 thôi em nhé. Đó, 29 triệu 600. Đây. Em bộ đồ cho em xem nè. Đó, ô tô thì đi mới đi 11.852 km thôi. Đó, mới đi 11.000 cây. Đấy. Rồi bên trong này thì cũng còn một chiếc Sonic màu vàng ha. Chiếc này thì cũng là xe zin nguyên bản này. Chủ xe thì có lên thêm cái tay thắng tay côn là RCB như này. Đó. Rồi biển số 84 2020 và con này hôm nay cũng để cho mình giá là 29 triệu 8 29 triệu 600 luôn nhá. Chiếc Sonic màu vàng này cũng rất là đẹp anh em nhá. Đó, Sonic này. Sonic thì đợt này về rất là nhiều luôn. Đây. Có đầu mốt luôn nhá. Con này thì ô tô mới đi 1.826 cây. Máy móc thì bao thì thầm cho nhầm luôn. Chủ xe thì có lên thêm một số ốc titan thôi, còn đâu là xe zin hết nhá. Máy móc thì bao thì thầm luôn anh em nhé, bao thở thầy tét thoải mái luôn. Thì hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu xe côn tay cho anh em tham khảo ha. Đó. Cửa hàng thì vẫn có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc nhá, và có hỗ trợ trả góp luôn. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe. Đấy. Anh em muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhé. Trả góp thì anh em cũng phải đến trực tiếp cửa hàng để nhân viên ngân hàng họ lên hồ sơ trả góp cho mình ha. Rồi, ok. Thì hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu
Xe côn tay cho anh em tham khảo ha. Còn những cái mẫu xe khác thì mình cũng hẹn anh em những cái video sau mình cập nhật ra sau nhá. Xe thì ra về hàng ngày luôn anh em ạ. Đó. Rồi địa chỉ cửa hàng em có thể gõ trên bản đồ là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Đó. Cửa hàng thì còn rất là nhiều mẫu xe khác nữa, giống như SH Vario rồi một số cái mẫu khác. Đó. Hôm nào có một mẫu xe về thì mình lại tiếp tục cập nhật cho em sau nhá. Rồi, còn anh em đang xem trên đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác để anh em tham khảo sau nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.